Giờ chuyển qua bản tiếng Anh này. Bản tiếng Anh này thì Unique VNQOB này đã vừa đạt được top 1 của cái Big World. Không biết là bao nhiêu điểm nhỉ? 10.000 điểm rồi. Và đã được cái khung của nó. Cái khung này của nó thì khá là thần bí và cũng khá là đẹp, nhưng mà trong số ba con Pan, Dian với cả Gyra thì cái khung của con Dianga là mình thích nhất. Còn so với trong ba con nào lâu dài hơn thì con Giratina này là nhất rồi. Giờ này mình sẽ nâng con Giratina này lên 11, 12 sao. Thì bị uổng. Một con sâu nhỏ. Bác đặt tên hay thế. Trong đội hình này thì Lugia nó sẽ ra đi rồi và sẽ nâng con Giratina lên. Cũng khá nhiều đít to ấy. Để xem tính cách của nó con nào ổn không. Với con Giratina này ấy, thì tính cách của nó sẽ sử dụng PA tech, nhưng mà PA đam của nó khá là yếu, cho nên nó lại dựa vào cái chỉ số máu gốc của nó, càng cao thì sát thương từ lửa ma của nó càng nhiều và khiên của nó sẽ càng nhiều. Cho nên các bạn mà nâng PA tech của nó lên thì nó cũng không đến nỗi gây ra đam quá to đâu. Mục đích của nó là thủ thôi. Còn nếu mà tính cách thì mình thích nhất là cái cộng tốc độ và trừ đi SPA tech, và mình nghĩ là chuẩn nhất. Thì trong con mấy con mới ra vừa rồi, con này cộng speed trừ PA tech này, xem có con nào tốt hơn không. Lại vẫn timid. Lonely cộng PA tech. Xong ra giống nhau thế ta. Mình sẽ nâng nó lên 12 sao trước. Trong thời gian đó thì xem có con nào tính cách còn ổn không để còn xài. Đây khi lên 7 sao và lên 10 sao nó sẽ tăng tăng cái giảm sát thương đòn ulti, và con Giratina này chỉ số của block nó cũng khá là ổn. Còn 39 triệu vàng, không biết là đủ nâng nó không. Rồi giờ đến 8 sao. Tám sao của nó, không biết nó đổi chưa. Tăng 5% máu gốc của khiên lên. Cái này thực ra là về sau nó đã ở cái vị trí trong nội tại rồi. 8 sao về sau nó sẽ cập nhật khác hơn nữa. Giới 9 sao mất 2 con. Mất 3 con lận. Ba con là 160. Tạo ra con mới xem tính cách nó thế nào. Lần này mình đen với tính cách lắm. Inflict. Quay. Lại tính cách đều. Giờ đến 11 sao. 240. Lại xem tính cách tiếp. Relax. Tính cách chán này, Hasty à. Tính cách này có vẻ ổn hơn, nhưng mà lại trừ pay defense. Bad. Full. Thôi, tốt nhất là pay defense của nó thì nó vẫn tốt hơn. Cho bay tạm thời tiếp vậy. Là đủ 11 sao. Chết. Không biết lên được 12 sao không ta. Còn ba con cuối với tính cách, xem nó thế như thế nào. Hy vọng có con tính cách tốt.
không có hiệu ứng modif, không được hasty, vẫn thế. Thôi thì mình ưu tiên nó làm con thủ, cho nên mình sẽ sử dụng cái tính cách là trừ va tách và cộng tốc độ. Rồi và kết thúc lên được 12 sao. Ở đây với Gira Athena thì nếu mà sử dụng cái phần heo icon tím này thì táo có lẽ là tốt nhất cho nó. Ở đây có Luza này thì thôi, tạm biệt. Lấy của Luza vậy. Một màn ra đi của Luza. Luza hiện tại 4 sao bây giờ nó cũng đang là một con khá là tốt trong team rồi. Nhưng mà với Giratina thì Giratina vẫn còn tốt hơn. Rune. Thêm về những cái số 1 cộng thêm tỷ lệ đỡ. Thực ra cái số 2 này cũng không hay lắm, tăng thêm sức mạnh đỡ. Lắp cái này để tăng thêm tỷ lệ đỡ cho nó. Viên 4 và viên viên 5 và viên 6 cộng thêm nhiều máu hơn cho nó để nó cái lửa ma tăng thêm. Lắp cho nó thêm cái phản đam, nhưng phản đam này đối với Giratina thì cũng không ổn cho lắm. Thì đây là đang lắp tạm về Rune của nó. Tốt nhất là nó nên chuyển về phần dùng dụng nhiều máu. Máu càng nhiều thì lửa ma càng tốt. Xem các
Thank you.